Vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 2019, buổi họp báo chuyên môn của giải bóng đá Sài Gòn League 2019 đã được diễn ra tại khách sạn Kỳ Hòa. Có mặt tại buổi họp báo là đại diện ban tổ chức, các nhà tài trợ và đại diện 14 đội bóng sẽ tham gia giải đấu năm nay. Về phía công ty CB Sport là sự xuất hiện của giám đốc điều hành ông Trần Văn Hoàng. Tại giải đấu năm nay, công ty CB Sport sẽ là nhà tài trợ bạc của giải đấu và toàn bộ đồng phục thi đấu của 14 đội bóng năm nay sẽ do công ty CB Sport tài trợ. Cũng trong giải lần này, công ty CB Sport còn tham gia với tư cách là một đội bóng. Đây là lần thứ hai mà CB Sport FC tham gia Sài Gòn League. Ở lần đầu tiên tham dự, CB Sport FC đã xuất sắc giành vị trí thứ tư. Sau khi bốc thăm, đối thủ ở trận đấu đầu tiên của CB Sport đã được xác định, đó là tân binh của giải đấu Jammer Buffin FC. Trận đấu được diễn ra vào 16 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019.